chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, gặp thời Phất mạnh, trúng lớn liên tiếp, giàu có nhất dùng thiên hạ, đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xin chào quý khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video ngày hôm nay. Trước tiên, xin chúc các bạn một ngày an lành, tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn. Thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tử vi chi tiết cho 4 tháng cuối năm 2024 của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đây là giai đoạn rất quan trọng, bởi dù năm 2024 đã qua đi phần lớn, những tháng cuối năm vẫn là cơ hội để bạn hoàn thiện những mục tiêu còn dang dở, vượt qua thách thức và gặt hái thành công. Người xưa có câu, thời vận đến với ai biết nắm bắt, và cuộc đời an yên khi lòng người biết thấu hiểu lẽ đời. Vận mệnh tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của chúng ta, bởi những khó khăn có thể trở thành bậc thang để bước tới những chân trời mới nếu ta đủ kiên nhẫn và bền bỉ. Vậy làm thế nào để Tân Hợi tận dụng được 4 tháng cuối năm 2024 để đột phá trong tài lộc và sự nghiệp, đồng thời giữ được sự ổn định trong gia đạo và sức khỏe? Trong video này, chúng ta sẽ cùng đi sâu phân tích vận trình qua từng tháng. Tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm bản mệnh cần chuẩn bị cho những thay đổi lớn về công việc và tài chính. Tháng 10 mở ra nhiều cơ hội đầu tư và phát triển, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Tháng 11 mang đến sự yên bình trong gia đình, trong khi tháng 12 là lúc bản mệnh nên chú trọng sức khỏe và hòa khí gia đình. Mỗi tháng đều có những cơ hội và thử thách riêng, và nhiệm vụ của chúng ta là đón nhận và vượt qua chúng để tạo nên một năm kết thúc viên mãn. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết từng khía cạnh quan trọng của vận mệnh, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến sức khỏe và tình duyên trong những tháng tới. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hé lộ chấn động, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp thời Phất mạnh, chúng lớn liên tiếp, giàu có nhất dùng, thiên hạ trong 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, sau khi đã hiểu rõ về những thách thức và cơ hội tiềm ẩn của năm 2024, giờ đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào tổng quan vận mệnh của tuổi Tân Hợi trong 4 tháng cuối năm này. Đây là giai đoạn chuyển giao quan trọng của năm, nơi mà những kế hoạch, dự định và nỗ lực của bản mệnh có thể gặt hái thành công nếu biết tận dụng đúng thời điểm và kiên nhẫn với con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, những tháng cuối năm không chỉ mang đến cơ hội, mà còn là lúc bản mệnh cần cẩn trọng, tránh những rủi ro không đáng có, đặc biệt là trong việc quản lý tài chính và gìn giữ mối quan hệ gia đình. Đối với tuổi Tân Hợi 1971, 4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm mang nhiều biến động, nhưng cũng chứa đựng những vận hội quý giá để bản mệnh có thể tạo nên đột phá. Từng tháng sẽ mang theo những thử thách và cơ hội riêng, đòi hỏi sự cẩn trọng và thông minh trong cách ứng xử. Hãy cùng phân tích chi tiết từng tháng để hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Hợi trong thời gian này. Tháng 9 âm lịch khởi đầu với cơ hội phát triển, nhưng cần quản lý tài chính kỹ lưỡng. Tháng 9 âm lịch là thời điểm đầu tiên trong chuỗi 4 tháng cuối năm và cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển đổi trong công việc của tuổi Tân Hợi. Vào tháng này, bản mệnh sẽ cảm thấy có sự thay đổi tích cực trong công việc, mở ra những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Có thể đây là thời điểm bạn nhận được những dự án mới, những lời mời hợp tác hoặc có cơ hội thăng tiến. Điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Tân Hợi và giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, vận trình tài lộc trong tháng này đòi hỏi sự cẩn trọng. Dù có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng việc quản lý tài chính là điều bản mệnh cần đặc biệt lưu ý. Những khoản chi tiêu lớn hoặc đầu tư không cẩn thận có thể gây ra rủi ro và ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính trong những tháng còn lại. Lời khuyên cho bản mệnh là hãy tránh những quyết định vội vàng liên quan đến tiền bạc, và thay vào đó, tập trung vào việc duy trì sự ổn định. Về mặt sức khỏe, tháng 9 âm lịch có thể mang đến một chút căng thẳng do áp lực công việc và tài chính. Tân Hợi nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho những thử thách sắp tới. Tháng 10 âm lịch, tài lộc tăng mạnh, nhưng cần tỉnh táo khi đưa ra quyết định lớn. Tháng 10 âm lịch sẽ là tháng mà tuổi Tân Hợi chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về tài lộc. Đây là thời điểm mà vận may về tiền bạc bắt đầu đổ về, giúp bản mệnh có cơ hội lớn trong việc đầu tư và kiếm lợi nhuận. Những người làm kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng quy mô hoặc tìm thấy những dự án sinh lời. Đặc biệt, những khoản đầu tư trong tháng này sẽ mang lại kết quả tích cực nếu bản mệnh biết cách lựa chọn đúng thời điểm và đối tác đáng tin cậy.
Tuy nhiên, với sự tăng trưởng tài lộc cũng đi kèm với áp lực và rủi ro. Trong tháng này, tuổi Tân Hợi cần tỉnh táo và thận trọng trước khi đưa ra những quyết định lớn. Đây không phải là thời điểm để hành động nóng vội hoặc bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Trước khi đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, hãy chắc chắn rằng bạn đã cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu đủ thông tin. Về mặt tình cảm, tháng 10 cũng là thời điểm mà các mối quan hệ xã hội được mở rộng. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều người. Nhưng đừng để sự bận rộn về công việc khiến bạn quên đi những người thân yêu. Gia đạo trong tháng này cần được chú trọng để tránh xung đột nhỏ nhặt có thể phát sinh. Tháng 11 âm lịch, gia đạo ổn định, mối quan hệ xã hội được củng cố. Tháng 11 âm lịch đánh dấu một giai đoạn bình ổn trong cuộc sống của tuổi Tân Hợi. Đây là thời điểm mà sự căng thẳng về công việc và tài chính bắt đầu giảm bớt, nhường chỗ cho sự ổn định và hòa hợp trong gia đình, mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, sẽ trở nên yên ấm và hạnh phúc hơn. Bản mệnh sẽ cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ với những người thân yêu và những vấn đề căng thẳng trước đây có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Về mối quan hệ xã hội, đây cũng là thời điểm bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp. Những mối quan hệ được củng cố trong tháng này sẽ trở thành nguồn động lực lớn, giúp bạn vượt qua những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, tháng 11 cũng là thời điểm mà tuổi Tân Hợi nên giữ vững sự tỉnh táo và không chủ quan. Đừng để sự bình yên hiện tại khiến bạn lơ là. Đặc biệt là về mặt sức khỏe, hãy tiếp tục duy trì thói quen sống lành mạnh và không quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với nhiều thành tựu nhưng cần cẩn trọng với sức khỏe. Tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng trong năm 2024. Và đây cũng là thời điểm tuổi Tân Hợi nhìn lại những gì đã đạt được trong năm qua. Bản mệnh sẽ cảm nhận được sự thành công nhất định trong công việc và tài chính. Đặc biệt là những ai đã nỗ lực không ngừng trong những tháng trước đó. Đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể ăn mừng những thành tựu mình đạt được. Tuy nhiên, cùng với sự thành công đó, bản mệnh cũng cần đặc biệt lưu ý đến sức khỏe của mình. Cuối năm thường là thời điểm công việc bận rộn và áp lực tăng cao. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu không biết cách tự chăm sóc. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để tránh căng thẳng kéo dài. Đồng thời đừng quên kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Về gia đạo, tháng 12 cũng là lúc cần chú ý giữ gìn hòa khí trong gia đình. Những áp lực từ bên ngoài có thể khiến mối quan hệ gia đình gặp chút khó khăn. Nhưng nếu biết nhường nhịn và thông cảm, mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường. 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn bản mệnh tuổi Tân Hợi trải qua nhiều biến động nhưng cũng là cơ hội để tạo nên những bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Điều quan trọng là bạn cần biết tận dụng thời điểm thuận lợi để phát triển, đồng thời cẩn trọng trước những thách thức tiềm ẩn. Hãy giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, sáng suốt để đón nhận mọi cơ hội đến với mình. Tử vi chi tiết phân tích từng phương diện, sau khi đã có cái nhìn tổng quan về vận mệnh 4 tháng cuối năm 2024, giờ là lúc chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Đây là những phương diện quan trọng giúp bạn hình dung rõ hơn về những thay đổi, cơ hội và thử thách mà bản mệnh Tân Hợi sẽ đối diện trong giai đoạn này. Qua đó, bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích, không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn khai mở những cơ hội lớn cho sự nghiệp và tài lộc. Hãy nhớ rằng, mỗi phương diện trong cuộc sống đều có sự tác động qua lại lẫn nhau. Khi công việc suôn sẻ, tài chính phát triển, thì sức khỏe và gia đình cũng được cải thiện. Tuy nhiên, nếu có một yếu tố bị ảnh hưởng, bản mệnh cần khéo léo điều chỉnh để giữ vững sự cân bằng. Về phương diện sự nghiệp, thời điểm thuận lợi nhưng cần cẩn trọng với các quyết định quan trọng. Đối với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, 4 tháng cuối năm 2024 mang đến nhiều cơ hội để mở rộng và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm mà bản mệnh sẽ cảm nhận rõ sự thuận lợi trong công việc. Đây là lúc bạn có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, hoặc tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác với đối tác mới. Những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng công ty. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tuổi Tân Hợi cũng cần đặc biệt cẩn trọng với các quyết định liên quan đến hợp đồng hoặc đối tác. Có thể bạn sẽ gặp phải một số lựa chọn khó khăn, đặc biệt khi các cơ hội đầu tư hoặc hợp tác mới xuất hiện. Điều quan trọng là bản mệnh không nên vội vàng đưa ra quyết định mà chưa xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố.
Hãy kiểm tra kỹ các điều khoản trong hợp đồng và luôn tìm hiểu rõ về đối tác trước khi ký kết để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, lời khuyên dành cho tuổi Tân Hợi trong thời gian này là nên lập kế hoạch dài hạn cho công việc, dù có thể xuất hiện những cơ hội đột ngột. Nhưng đừng quá hứng thú mà thay đổi kế hoạch công việc một cách quá nhanh chóng. Sự ổn định và bền vững trong công việc là điều bạn cần đặt lên hàng đầu. Việc lập kế hoạch chi tiết và cẩn trọng trong mọi quyết định sẽ giúp bạn vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Về phương diện tài lộc, cơ hội tăng trưởng nhưng cần quản lý tài chính thông minh. Tài lộc của tuổi Tân Hợi sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong 4 tháng cuối năm 2024, đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 12. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể gặt hái nhiều thành quả từ những khoản đầu tư hoặc kinh doanh đã thực hiện trước đó. Với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tháng 10 là thời điểm vàng để mở rộng quy mô, ký kết hợp đồng lớn và thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự thăng hoa về tài lộc, cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Những khoản chi tiêu lớn hoặc các quyết định đầu tư mạo hiểm có thể khiến bạn gặp khó khăn nếu không quản lý tài chính một cách thông minh. Lời khuyên cho tuổi Tân Hợi là hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện những khoản chi tiêu lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà bạn chưa có kinh nghiệm. Đừng để sự hứng khởi về cơ hội tài chính làm mất đi sự tỉnh táo trong các quyết định của mình. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà bạn có thể thư giãn hơn và tận hưởng thành quả lao động của mình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc cần chú ý cân bằng giữa việc chi tiêu cho gia đình và việc tiết kiệm để chuẩn bị cho năm mới. Một kế hoạch tài chính ổn định và bền vững sẽ giúp bạn tự tin hơn trong những bước đi tiếp theo. Về phương diện sức khỏe, ổn định nhưng cần chú ý đến sự căng thẳng từ công việc. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong 4 tháng cuối năm 2024 nhìn chung ổn định, nhưng sẽ có một số giai đoạn cần chú ý, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11. Đây là hai thời điểm mà công việc có thể gây ra nhiều căng thẳng, khiến bạn dễ bị mệt mỏi và suy giảm sức khỏe nếu không chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý. Tháng 9 âm lịch là thời điểm công việc bắt đầu bận rộn hơn, đồng nghĩa với việc bản mệnh có thể đối diện với những áp lực lớn từ công việc và tài chính. Hãy chú ý dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và tránh xa những lo âu không cần thiết. Tương tự, tháng 11 cũng là thời điểm mà bản mệnh có thể gặp một số vấn đề nhỏ về sức khỏe như căng thẳng đầu óc, mất ngủ hoặc đau nhức cơ thể do làm việc quá sức. Để duy trì sức khỏe ổn định, tuổi Tân Hợi cần duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm việc tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống khoa học. Bản mệnh cũng nên chú ý đến việc ngủ đủ giấc, vì giấc ngủ không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn giúp giảm bớt căng thẳng. Một tinh thần thoải mái và một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn đối mặt với những thử thách trong công việc và cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Về phương diện tình duyên và gia đạo, gia đình yên ấm, mối quan hệ xã hội được củng cố vững chắc. Trong 4 tháng cuối năm, tình duyên và gia đạo của tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trong tháng 11 âm lịch. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ gia đình được củng cố, tình cảm giữa các thành viên trở nên gắn kết hơn, những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây sẽ được hóa giải, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho gia đình. Bản mệnh sẽ cảm nhận được sự yêu thương và hỗ trợ từ những người thân, giúp tạo ra một môi trường sống hòa thuận và an lành. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch, tuổi Tân Hợi cũng có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới, đồng nghiệp hoặc đối tác tiềm năng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, đừng để sự bận rộn trong công việc và mối quan hệ xã hội khiến bạn quên đi những người thân yêu trong gia đình. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho họ, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như các ngày lễ cuối năm. Lời khuyên cho tuổi Tân Hợi là hãy biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù công việc có bận rộn đến đâu, việc giữ gìn sự hòa thuận và êm ấm trong gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm, một lời hỏi thăm hay một bữa cơm gia đình cũng đủ để gắn kết tình cảm giữa các thành viên và mang lại hạnh phúc lâu dài. Nhìn chung, 4 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn bản mệnh Tân Hợi có thể gặt hái được nhiều thành công trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu đó, bạn cần phải có sự cẩn trọng trong quản lý tài chính, chú ý đến sức khỏe và dành thời gian cho gia đình. Việc biết cách điều chỉnh giữa công việc và cuộc sống cá nhân sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được những mục tiêu đã đặt ra, cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc.
Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thiên thời địa lợi, mà còn liên quan mật thiết đến những nỗ lực của bản thân trong việc tích lũy phước đức và điều chỉnh phong thủy xung quanh. Đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, 4 tháng cuối năm 2024, không chỉ là cơ hội để bứt phá mà còn là thời gian cần cẩn trọng, hóa giải những vận hạn tiềm tàng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách thức cụ thể để kích hoạt tài lộc và bảo vệ bản mệnh khỏi các vận xui, giúp bạn đạt được sự thịnh vượng và bình an. Sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy có thể giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, từ đó thu hút tài lộc và giúp bản mệnh bảo vệ mình trước những tai ương không mong muốn. Đối với tuổi Tân Hợi 1971 hay vật phẩm đặc biệt phù hợp trong 4 tháng cuối năm 2024 là thạch anh vàng và dòng đá mã não. 1. Thạch anh vàng. Đây là loại đá quý có khả năng thu hút tài lộc mạnh mẽ. Màu vàng của thạch anh tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng, giúp tăng cường may mắn trong kinh doanh và các hoạt động tài chính. Bản mệnh nên đặt một viên thạch anh vàng trên bàn làm việc hoặc mang theo bên người để giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực trong công việc, thúc đẩy cơ hội tài lộc trong các tháng 10 và 12 âm lịch, thời điểm vàng để gặt hái thành công. 2. Dòng đá mã não. Dòng đá mã não không chỉ mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ mà còn giúp ổn định tâm lý, giúp bản mệnh Tân Hợi luôn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt trong các quyết định, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, khi bản mệnh đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Việc đeo dòng đá mã não sẽ giúp tạo ra lớp bảo vệ xung quanh bạn, giảm thiểu tác động của năng lượng tiêu cực. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy khác như tỳ hưu để bảo vệ tài sản và ngăn chặn các vận xui về tài chính. Tỳ hưu là linh vật phong thủy có khả năng thu hút tiền bạc, đồng thời giúp giữ vững sự ổn định về tài chính, tránh những hao tổn không cần thiết. Hướng dẫn nghi lễ thắp hương và sông nhà để hóa giải vận hạn. Tháng 9 và tháng 10 âm lịch là hai tháng mà bản mệnh Tân Hợi có thể gặp một số trở ngại trong công việc và cuộc sống. Để hóa giải những vận hạn tiềm ẩn, việc thắp hương và sông nhà là hai phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong phong thủy. 1. Thắp hương. Nghi lễ thắp hương không chỉ giúp kết nối với thế giới tâm linh mà còn giúp xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại sự bình an cho gia đình. Bản mệnh Tân Hợi nên thắp hương vào các ngày mùng 1 và rằm hàng tháng để cầu nguyện cho sự bình an và may mắn. Bạn có thể thắp hương tại bàn thờ gia tiên hoặc những nơi trang trọng trong nhà, kết hợp với việc đọc kinh hoặc cầu nguyện để tạo ra sự cân bằng năng lượng. 2. Sông nhà. Sông nhà là một trong những phương pháp hóa giải vận hạn hiệu quả, đặc biệt là trong những thời điểm gia đình hoặc công việc gặp trục trặc. Sông nhà không chỉ giúp loại bỏ khí xấu mà còn làm sạch không gian sống, tạo điều kiện cho những năng lượng tích cực lưu thông dễ dàng hơn. Trong tháng 9 và tháng 10, bạn có thể sử dụng các loại thảo mộc như trầm hương, bồ kết hoặc xả để sông nhà, nên thực hiện vào sáng sớm hoặc buổi tối sau khi công việc đã kết thúc. Để đảm bảo sự yên tĩnh và thanh tịnh cho không gian, nghi lễ thắp hương và sông nhà không chỉ giúp hóa giải vận hạn, mà còn là cách để bản mệnh làm mới không gian sống, mang lại cảm giác an yên, giúp bạn tập trung và dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Bên cạnh đó, anh chị cũng nên tham gia các hoạt động thiện nguyện để tích lũy phước đức. Một yếu tố không thể bỏ qua trong việc hóa giải vận hạn và thu hút tài lộc đó là làm việc thiện. Theo quan niệm phong thủy và triết lý nhân quả, khi ta giúp đỡ người khác, ta đang tích lũy phước đức cho chính bản thân mình. Bản mệnh Tân Hợi trong 4 tháng cuối năm 2024 có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện như quyên góp cho người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng để tích thêm phước lành cho mình và gia đình. Tháng 9 và tháng 10 âm lịch là thời điểm mà việc tích lũy phước đức sẽ giúp bạn hóa giải những vận hạn tiềm ẩn, đồng thời mở ra những cơ hội tài lộc mới trong tháng 11 và 12. Không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, ngay cả những hành động nhỏ như giúp đỡ người già, trẻ em hoặc hỗ trợ người khác trong công việc cũng sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bạn. Ngoài ra, việc làm từ thiện còn giúp tâm hồn bạn thanh thản, giảm bớt những căng thẳng, lo lắng trong cuộc sống. Khi tâm hồn được thư giãn, bạn sẽ có được sự sáng suốt và bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và cuộc sống. Như vậy, việc hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc không chỉ đơn thuần là việc sử dụng vật phẩm phong thủy hay thực hiện các nghi lễ tâm linh, mà còn bao gồm việc tích cực tham gia vào các hoạt động thiện, sống tích cực và luôn biết điều chỉnh bản thân trước những thay đổi của cuộc sống. Đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971,
4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm vàng để bạn không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp và tài chính, mà còn để xây dựng một cuộc sống an lành, viên mãn về cả tinh thần và vật chất. Hãy luôn ghi nhớ rằng vận mệnh là do chính ta tạo dựng. Nếu biết cách sử dụng đúng phong thủy, làm việc thiện và hướng về những điều tốt đẹp, bản mệnh sẽ đạt được những thành công vượt bậc trong cuộc sống. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Sau khi đã tìm hiểu về những cơ hội và phương pháp để kích hoạt tài lộc, hóa giải vận hạn trong 4 tháng cuối năm, điều quan trọng tiếp theo là biết được những điều cần tránh để bản mệnh không vô tình gây ra những sai lầm đáng tiếc. Tuổi Tân Hợi 1971 với tính cách thận trọng và điềm tĩnh thường không dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhưng áp lực cuộc sống, công việc và sức khỏe có thể khiến bạn đôi khi mất cảnh giác. Trong 4 tháng cuối năm 2024, có 3 khía cạnh mà tuổi Tân Hợi cần đặc biệt lưu ý: quản lý tài chính, mối quan hệ gia đình và lối sống, để đảm bảo sự ổn định về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe. Bản mệnh cần tránh những hành động có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Hãy cùng đi vào phân tích chi tiết từng điều cần tránh để có cái nhìn rõ ràng hơn. 1. Sai lầm trong đầu tư, tránh các dự án rủi ro hoặc không rõ ràng. Trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh mới. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào cũng phù hợp và mang lại thành công. Nếu không cẩn thận, bản mệnh có thể rơi vào những dự án rủi ro, khiến tài chính bị hao hụt nghiêm trọng. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm mà tài lộc của bạn đang trên đà phát triển, nhưng cũng là lúc dễ gặp phải những quyết định sai lầm nếu không tỉnh táo. Các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, hoặc những cơ hội kinh doanh không rõ ràng về mặt pháp lý và tài chính có thể khiến bạn mất tiền nhanh chóng. Tuổi Tân Hợi cần tỉnh táo và biết cách phân tích rõ ràng trước khi đặt lòng tin vào bất kỳ dự án nào. Lời khuyên cho Tân Hợi sinh năm 1971: hãy tập trung vào những lĩnh vực mà bạn có kinh nghiệm hoặc những dự án đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tránh bị lôi cuốn bởi những lời mời chào hấp dẫn mà không có cơ sở rõ ràng. Đặc biệt trong các tháng 9 và 10 âm lịch, bản mệnh nên giữ tâm thế bình tĩnh, tránh tham gia vào các khoản đầu tư mạo hiểm. Thay vào đó, hãy ưu tiên duy trì sự ổn định tài chính, bảo toàn vốn và chỉ mở rộng khi thực sự hiểu rõ về cơ hội. 2. Xung đột gia đình, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà áp lực công việc và cuộc sống có thể gia tăng mạnh mẽ. Và đây cũng là lúc gia đình của bản mệnh cần nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Nếu không biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, bản mệnh có thể rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, dẫn đến xung đột gia đình không đáng có. Những áp lực từ công việc, tài chính hoặc sức khỏe có thể khiến bản mệnh dễ dàng bộc phát cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến mối quan hệ với người thân. Điều này đặc biệt dễ xảy ra vào tháng 12, khi công việc cuối năm dồn dập, nhiều kế hoạch cần hoàn thành, và bạn có thể cảm thấy quá tải. Nếu không biết điều chỉnh, sự căng thẳng này sẽ gây ra những bất đồng trong gia đình, làm mất đi sự yên bình vốn có. Lời khuyên: trong tháng 12, bản mệnh cần học cách buông bỏ những áp lực không cần thiết và tập trung vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Hãy dành thời gian cho người thân, tạo ra những khoảnh khắc gắn kết, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Đôi khi chỉ cần một buổi tối quay quần bên mâm cơm gia đình cũng đủ để xóa tan mọi căng thẳng và làm cho mối quan hệ gia đình trở nên ấm áp hơn. Hãy tránh mang công việc về nhà hoặc để những vấn đề từ bên ngoài ảnh hưởng đến gia đình. Nếu cảm thấy áp lực quá lớn, bạn có thể tìm đến những hoạt động thư giãn như đi dạo, đọc sách hoặc tham gia vào các buổi thiền tĩnh tâm để lấy lại sự bình an trong tâm hồn. Sự hòa thuận và an vui trong gia đình sẽ giúp bạn có thêm động lực và năng lượng để đối mặt với những thử thách khác trong cuộc sống. 3. Lối sống thiếu khoa học, tránh căng thẳng và thức khuya kéo dài. Sức khỏe là yếu tố nền tảng quyết định sự thành công và hạnh phúc của bản mệnh. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Tân Hợi cần đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe cá nhân. Đặc biệt là trong các tháng có nhiều áp lực như tháng 9 và tháng 11 âm lịch, một lối sống thiếu khoa học, bao gồm việc thức khuya, căng thẳng kéo dài và không duy trì chế độ ăn uống lành mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của bạn. Tháng 9 âm lịch là thời điểm công việc bắt đầu trở nên bận rộn. Điều này dễ khiến bản mệnh quên đi việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Tương tự, tháng 11 có thể mang đến nhiều căng thẳng trong công việc và gia đình, khiến bạn cảm thấy áp lực và mệt mỏi hơn. Nếu không biết điều chỉnh lối sống,
bản mệnh sẽ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và tinh thần sống. Lời khuyên, tuổi Tân Hợi nên duy trì một lối sống khoa học bằng cách ưu tiên giấc ngủ, ăn uống đủ chất và tập thể dục đều đặn. Việc ngủ đủ giấc không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn giúp giảm bớt căng thẳng, giúp tâm trí tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành thời gian tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như yoga, thiền hoặc đi bộ để giúp cơ thể được thư giãn và cân bằng năng lượng. Đừng để công việc cuốn bạn vào dòng xoáy của căng thẳng và mệt mỏi. Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thư thái sẽ giúp bạn đạt được sự ổn định và phát triển bền vững trong công việc, tài chính và gia đình. Như vậy, để đạt được thành công trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Tân Hợi cần tránh những sai lầm trong đầu tư, biết cách giữ gìn mối quan hệ gia đình và duy trì lối sống khoa học. Chỉ cần cẩn trọng trong từng hành động, bản mệnh sẽ có thể vượt qua những thử thách và đạt được sự thành công, hạnh phúc viên mãn. Kính thưa quý khán giả của Minh Đường Tử Vi, trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những gì mà tuổi Tân Hợi 1971 đã trải qua. Không chỉ trong năm 2024, mà còn trong cả hành trình cuộc đời của bản mệnh, những thăng trầm của cuộc sống, những khó khăn mà bản mệnh đã đối mặt. Có lẽ không phải ai cũng có thể thấu hiểu hết, nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là việc bản mệnh đã học được những bài học quý giá từ cuộc đời. Và chính những bài học này sẽ là nguồn động lực giúp bản mệnh bước tiếp trên con đường phía trước, đạt được hạnh phúc và thành công, đồng cảm với những khó khăn trong quá khứ. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thuộc vào thế hệ đã trải qua nhiều biến động và thử thách. Cuộc sống của bản mệnh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những giai đoạn tưởng chừng như mọi nỗ lực của bạn bị chặn lại bởi khó khăn chồng chất. Đó có thể là những thất bại trong sự nghiệp, những xung đột trong gia đình hay những vấn đề về sức khỏe khiến bạn cảm thấy mất phương hướng. Nhưng hãy nhìn lại những điều đó không phải để buồn bã hay hối tiếc, mà là để nhận ra rằng tất cả những thăng trầm ấy đã rèn luyện bản mệnh thành một con người mạnh mẽ hơn. Cuộc đời theo tử vi và phong thủy vốn dĩ là một chu kỳ của những biến đổi không ngừng, những khó khăn mà bản mệnh đã trải qua trong quá khứ. Có thể là những bài học quý giá mà số phận đã trao tặng, giúp bạn tô luyện tính kiên nhẫn và quyết tâm. Chính sự bền bỉ đó đã giúp tuổi Tân Hợi vượt qua những giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời. Dù có lúc bạn cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự bất lực, nhưng cuối cùng, nhờ vào sự kiên trì, bản mệnh đã từng bước vượt qua và chứng minh rằng mình đủ khả năng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào, học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Một bài học quan trọng mà tuổi Tân Hợi có thể rút ra từ những trải nghiệm trong quá khứ, đó chính là sự cần thiết của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Trong thời gian qua, có thể vì quá mải mê với sự nghiệp và tài chính, bản mệnh đã vô tình nơi là gia đình nơi luôn cần đến sự quan tâm và tình yêu thương. Gia đình là nguồn gốc của hạnh phúc và sự yên bình, nhưng nếu chúng ta không biết trân trọng và chăm sóc, thì ngay cả những thành công lớn nhất trong công việc cũng khó có thể mang lại sự mãn nguyện thực sự. Lời khuyên cho tuổi Tân Hợi là hãy học cách tạo ra sự cân bằng. Công việc có thể rất quan trọng, đặc biệt là trong những tháng cuối năm khi áp lực tài chính và sự nghiệp tăng cao. Nhưng đừng quên rằng sức mạnh tinh thần và sự bình an trong cuộc sống gia đình cũng không kém phần quan trọng. Đôi khi, chỉ cần những hành động nhỏ như một bữa cơm gia đình, một buổi tối thư giãn cùng người thân cũng đủ để tạo ra không gian hạnh phúc, giúp bạn tái tạo năng lượng để đối mặt với những thử thách khác, giữ vững tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Cuộc sống luôn có những lúc thăng và trầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan. Tuổi Tân Hợi, với sự trải đời của mình, đã biết cách thích nghi và giữ vững niềm tin vào tương lai. Lời khuyên tiếp theo là hãy duy trì tinh thần lạc quan, tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, dù đó là một buổi sáng bình yên, một cử chỉ yêu thương từ người thân, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc bạn cảm thấy an lòng. Một tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn dễ dàng hơn. Đừng để những thử thách hay thất bại tạm thời làm bạn nản lòng. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới, và chỉ cần bạn luôn giữ vững tinh thần, chắc chắn bản mệnh sẽ tìm thấy hạnh phúc và thành công. Hãy luôn nhớ rằng những gì bản mệnh đã đạt được cho đến hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kiên trì và nghị lực của bạn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, dù có những thử thách tiềm ẩn, nhưng hãy nhớ rằng bản mệnh hoàn toàn có khả năng vượt qua. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn, và bạn sẽ thấy rằng những thử thách ấy chính là cơ hội để bạn hoàn thiện bản thân hơn,
vươn tới những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai, khuyến khích bản mệnh tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Ngoài ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh sự nghiệp và tài chính, đôi khi hạnh phúc thực sự đến từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Tuổi Tân Hợi có thể tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé như thời gian thư giãn với gia đình, những khoảnh khắc tự nhiên mà bạn được đắm mình vào không gian của riêng mình. Hãy dành thời gian cho những hoạt động mà bạn yêu thích, dù đó là đọc sách, chăm sóc vườn cây, hay đơn giản là ngồi lại để suy ngẫm về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhìn về tương lai với niềm tin và hy vọng, khi đã đi qua những giai đoạn đầy khó khăn và thử thách trong quá khứ, tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Năm 2024 có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn đó sẽ là một năm mà bản mệnh có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Những tháng cuối năm này sẽ mở ra cho bạn những cơ hội lớn để không chỉ phát triển về sự nghiệp và tài lộc, mà còn để tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Lời khuyên cuối cùng là hãy luôn nhìn về phía trước với niềm tin và hy vọng. Không có con đường nào là dễ dàng, nhưng với sự kiên nhẫn, lạc quan và quyết tâm, bản mệnh sẽ tìm thấy hướng đi đúng đắn, đạt được những điều mà bạn đã mong đợi từ lâu. Cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là sự kết hợp của những thăng trầm và thử thách. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh đã học được cách cân bằng, giữ vững tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực với những bài học quý giá từ quá khứ. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin bước vào tương lai với hy vọng và niềm tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tử vi chi tiết cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài lộc, nhưng song song với đó là những thử thách đòi hỏi sự cẩn trọng. Điều quan trọng là bản mệnh cần biết cách tận dụng thời điểm thích hợp để mở rộng công việc và đầu tư một cách khôn ngoan. Đồng thời, sức khỏe và gia đình vẫn luôn là yếu tố không thể bỏ qua. Từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Tân Hợi sẽ chứng kiến những bước tiến lớn trong sự nghiệp và tài lộc. Tháng 9 là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển công việc, nhưng cần cẩn thận trong các quyết định tài chính để tránh rủi ro. Tháng 10 và tháng 12 là hai tháng đặc biệt thăng hoa về mặt tài lộc, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh cần tỉnh táo trước những quyết định quan trọng, tránh đầu tư mạo hiểm. Đối với sức khỏe, hãy luôn giữ lối sống khoa học và không quên chăm sóc gia đình, đặc biệt trong tháng 12 khi áp lực công việc gia tăng. Tuổi Tân Hợi cần biết tận dụng tốt những cơ hội này để phát triển sự nghiệp và tài chính, nhưng đừng quên rằng sức khỏe và gia đình vẫn là nền tảng quan trọng. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công toàn diện, mang lại hạnh phúc và sự viên mãn. Hãy luôn duy trì tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Nếu các bạn thấy những thông tin này hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi, bấm like và chia sẻ video để nhiều người có thể tiếp cận với những kiến thức tử vi bổ ích. Đừng quên để lại bình luận bên dưới video về những suy nghĩ, câu hỏi của bạn để chúng tôi có thể giải đáp và chia sẻ thêm những thông tin thú vị khác. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm hiểu vận mệnh và khám phá những điều tốt đẹp trong tương lai.